Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nhận định, dự đoán Malaysia với Lào, 16 giờ 30 phút ngày 9 tháng 12, mạnh hổ diệt voi. Đây thông tin trên báo Tiền Phong đưa tin mà góc bóng đá 24 giờ cập nhật. Với những gì đã hiện ở trận thua đội tuyển Việt Nam 0-2, đội tuyển Lào thực sự đã tiến bộ. Nhưng có lẽ như vậy vẫn là chưa đủ để họ tạo nên khác biệt khi gặp một Malaysia già dơ, bản lĩnh và có trình độ chuyên môn nhỉnh hơn. Như huấn luyện viên Tan Trang Hoa tuyên bố, hai trận đầu tiên, mục tiêu của ông cùng học trò không gì khác ngoài 6 điểm. Bởi đây là hai trận đấu mà Malaysia được gặp các đối thủ dễ nhất trong bảng trước khi phải đá chung kết với Việt Nam và Indonesia. Hai chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc, thậm chí Malaysia còn phải thắng thật cách biệt để có thể sau đó chỉ số phụ khi kết thúc vòng bảng. Vì vậy, hãy tin rằng Malaysia sẽ nỗ lực thắng đậm nhất có thể đào tạo Lào ở trận đấu chiều nay 9 tháng 12 thuộc bảng BAFF Cup 2020. Sau những gì đã thể hiện, khó nói Lào hay Campuchia đời nào sẽ thắng khi hai khối điểm của bảng B gặp nhau. Nhưng dường như Campuchia vẫn thể hiện họ là một tập thể giàu sức mạnh, tốc độ và chơi có đường nét hơn Lào. Chỉ tiếc rằng sự thiếu đồng bộ và chính xác ở những pha bóng cuối cùng đã khiến đội bóng xứ Chùa Tháp không thể mở tỷ số trước nhà đương kim Á quân. Có một chút tiếc nuối với Campuchia, nhưng trận thắng 3-1 vừa qua cũng là đòn cảnh báo với Malaysia bởi các đội bóng yếu trong khu vực đang nỗ lực vươn lên mạnh mẽ. Vì vậy, thắng cách biệt không còn là một mục tiêu đơn giản với Malaysia, Thái Lan hay Việt Nam nữa. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Tan Trang Hoa hẳn vẫn muốn ghi nhiều bàn thắng nhất có thể khi gặp Lào hôm nay. Trước là cải thiện thành tích, sau là để giải quyết khả năng dứt điểm chưa tốt của hàng công Malaysia. Với hai mũi nhọn Rashid và Rashid, thực sự Malaysia đã có rất nhiều cơ hội ở trận mở màn. Việc họ ghi 3 bàn vẫn là ít trước một hàng thủ khá ngây thơ của đối tượng Campuchia. Quyết tâm là vậy, nhưng trước lối chơi tập trung số đông ở hàng thủ mà đội tuyển Lào đã thể hiện trước Việt Nam, mọi thứ sẽ không hề đơn giản với Malaysia. Lào giờ đã không còn là một đội tuyển dễ vùi dập như trước. Nên nhớ 4 năm qua, chưa trận nào đội tuyển này chịu nhiều hơn 3 bàn thua. Ngay cả có phải gặp UAE, đội tuyển mạnh hàng đầu châu lục, trong khi đó lại đang có nhiều khó khăn tại đội tuyển Malaysia. Không chỉ bởi chấn thương lẫn Covid-19 bủa vây mà còn là thái độ thiếu tích cực của Zia Paula. Tiền đạo này đã phản ứng không đẹp khi bị thay ra, khiến huấn luyện viên Tan Trang Hoa phải lập tức chấn chỉnh. Trước có thể trước Lào, tiền đạo 35 tuổi này sẽ phải tận dụng cơ hội giải tỏa áp lực bằng một bàn thắng để vào trận quyết chiến với Việt Nam với tâm lý thoải mái hơn. Cùng với Rashid. Liệu Zia Paula sẽ giúp đội nhà phá tan được hàng thủ số đông của đội tuyển Lào? Đội hình dự kiến: Malaysia, Khairul, Aidin Zafuan, SHAHRUL Saad, Siami Safari, Gadali, Badrum Baxter, Elsto, SERFDW, Esta FAVKI Rashid, Rashid, Juhon Zia Paula, Lào, Suvanasa Ngõ, Siphong Hân, Bông Sa Van, Vong Chiền Kham, Misada Sai Tài Pha, Khó Chăm Lơm, Phết Phạt Di, Tinh Thà Vong, Bò Công, Tranh Thà Lan Sĩ, Billy Kích Kéo Phồng Phồng. Dự đoán, trận này Malaysia thắng Lào 3-0. Bản tin bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video góc bóng đá 24 giờ. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức bóng đá mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.